nhợ. Không, hai các bạn ăn không? Ăn chung không? Này á, tôi đang đi ăn bánh mì cóc ở và đang ngồi ở cà phê Bastio Nguyễn Kiệm. Ở đây Nguyễn Kiệm. Bánh mì cóc này á là Yuni, là một cái món mà Yuni cực kỳ thích nên tôi mới có công chạy từ quận 2 qua bên quán này mua ăn. Thật sự là nó rất là ngon. Mặc dù bình thường á tôi thì tôi cực kỳ lười ăn bánh mì, mà tôi chỉ thích ăn đồ tươi thôi. Mà bánh mì này nó là ngon ở chỗ là gà nó xé lát gì nè. Đó, bao đạm nó tăng cơ luôn. Rồi nó còn có thêm một ít pate, một ít ớt. Nhưng mà nó không có béo lắm, và đây thêm một ít dưa leo. Nghĩa là về nguyên tắc là ăn để mà tốt cho sức khỏe thì cái món này ở mức tốt, chấp nhận được. Tất nhiên không nào bằng cái món ăn nhà mà nấu được. Nhưng mà nếu mà đi lẻ á, nhưng mà lẻ này nhiêu phần này nhiêu nha? 14.000 một ổ, ăn xong là no rồi. Có 14.000 một ổ thôi, nhưng mà calo nó rất là nhiều. Một ổ này nó rơi vào khoảng 400-500 calo là nghĩa liên tới phần bột bánh mì, cái phần thịt, cái phần cái bánh mì không á, nó đã là 200 mấy calo một cái ổ bánh mì không gì rồi. Nó cực kỳ ngon luôn. Nè, cho em xem nè. Đó. Rồi, ăn nó uống gì? Ăn nó uống gì? À, uống cà phê. Cà phê latte, latte sữa. Sữa. Mà ngon nha. Để nghe, hai ly cà phê là nhìn không khác gì nhau hết. Các bạn nhìn nó khác gì nhau không? Ly bự, ly nhỏ. Một ly, cái ly cà phê nó giới thiệu á, tôi á là ly cà phê Việt Nam và ly cà phê Ý. Mà tôi uống nó thiệt á, thánh tôi nhậu uống ra cái vị nó khác nhau nữa. Cà phê cũng có thể là do tôi không làm trong kinh nghiệm mà uống cà phê. Mà nói nghe, kể nghe nè, ly này á 50.000, ly này á 19.000, bó tay luôn, không hiểu luôn. Chứ bây giờ tới cái view này, các bạn thấy cái view quán nào không? Nó rất là đẹp. Nhìn như đang ở resort vậy á. Bánh mì nè, tôi thấy là cái thịt ướt gà nè, nó xé phay ra vậy nè. Ăn nó không có ngát. Mà cái món bánh mì là cái món mà mọi gọi là rất là bình dân mà hầu như là ai cũng ăn. Nên á, những bạn mà đang trong ví dụ như các bạn sinh viên mà đang có điện phần mà chưa có nhiều điều kiện á, thì có thể ăn những món này rất là nhiều. Tôi kể mà nghe, tôi nhớ lại, bản thân tôi không phải là từ bây giờ ngay thời điểm này tôi có điều kiện đâu. Hồi xưa lúc mà tôi cỡ tầm 19-20 tuổi tôi cũng nghèo thấy bà luôn, đi làm lương cũng 4-5 triệu à. Thế đó là cái món mà tôi ăn á, lúc đó để mà tôi bắt đầu tôi xây dựng cái con đường mà Đà Long Fitness. Tôi đến bây giờ tôi kể bà nghe nó là món bánh mì ốp la và bánh mì bơ đường. Hai cái món đó tôi ăn trước lúc tập cỡ nửa tiếng đến một tiếng, ăn vô là bao năng lượng, tập đẩy tạ nặng luôn. Bây giờ mấy cái sao không? Thứ nhất á, tôi phân tích hai cái món này nha, bánh mì bơ đường, bánh mì ốp la hay là bánh mì này là bánh mì gà. Đầu tiên á là cái phần tinh bột của nó là bột bánh mì, là cái loại dạng bột mì nó hấp thụ rất là chậm, nó đủ để duy trì cái năng lượng bền cho cơ thể của bạn khoảng tầm một tiếng đến một tiếng rưỡi tập luyện luôn nha. Rồi ra ví dụ bánh mì ốp la thì nó có trứng gà và cái chất béo trong cái chiên cái trứng gà đó lên. Nghĩa là cái lúc mà bạn ốm á thì bạn xác nhận một, bạn phải xác định một điều là bạn sẵn sàng để bạn mập lên nhưng mà bạn không còn quá nét cơ. Tại vì bạn chấp nhận bạn ăn đồ ăn bình thường mà để mập lên một cách để bạn bự ra rồi đã là tương đối đẹp hơn là so với bạn ốm rồi. Nên bình thường á lúc trước á, lúc mà tôi còn nghèo á, lương đi làm lương 3-4 triệu á, tôi ăn cái bánh mì ốp la có cỡ 10-12 ngàn một ổ thôi. Một ổ là hai quả trứng gà là bao dinh dưỡng. Là lúc đó là cỡ cách đây cỡ 6-7 năm về trước á. Giờ ăn một ổ hai trứng là 20.000 á. À, giờ là một ổ hai trứng là 20.000 nha. Bật giá thì nó hơi leo thang nó nhanh. Rồi cái phương án hai là bánh mì bơ với đường. Bơ lượng chất béo nó khá là nhiều, chất đạm thực phẩm nó cũng có một ít, đường thì năng lượng rất là cao, nó làm đẩy năng lượng trong cơ thể của bạn lên nhiều. Rồi cái món này là bánh mì, cái tiệm này nó tên là bánh mì cóc. Nó nằm ở chỗ nào em nhỉ? 112 Nguyễn Thái Sơn. Ồ, nhớ luôn, địa chỉ là 112 Nguyễn Thái Sơn nha. Nó rất là ngon và các bạn có thể ăn cái phần thịt gà này. Năng lượng rất là nhiều, một ổ này là 500, nên nếu bạn mà đang cần tăng cơ, đang cần ăn là đảm bảo là tăng ký, tăng cơ rất là dễ luôn trước khi tập. Có thể ăn trước khi tập hoặc ăn sau khi tập đều được. Trước khi tập có 1 tiếng, sau khi tập thì có tầm nửa tiếng thôi.
Còn nếu mà bạn nữ nào mà đang nhắm muốn giảm cân, giảm mỡ nha, bạn ăn cỡ 1/3 đó, một nửa ổ này thôi là các bạn đã thấy dư calo lắm rồi nha. Nhưng mà lâu lâu ăn một ổ đâu có sao đâu. Rồi mà lâu lâu ăn một ổ thì không sao. Tất nhiên là cơ thể bạn chỉ mập lên nếu mà ngày nào bạn cũng ăn những đồ béo, đồ ngọt mà bạn lười tập thể thao thôi. Còn nếu mà tập thể thao thường xuyên á thì lâu lâu bạn ăn một ổ này là chả chết chóc gì đâu nha. Rồi chia sẻ với bạn những cái kinh nghiệm khi mà đi ăn bánh mì của tôi như vậy. Rồi xin chào, hẹn gặp lại nha. Ngon không?